Ok, good morning everyone. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Toàn Nguyễn Channel. Thì video ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về một chủ đề về DeFi và một chủ đề liên quan tới tên miền của Ethereum Name Service. Thì như các bạn đã theo dõi kênh của mình thì kênh của mình là chuyên về các chủ đề học tập, các chủ đề về hướng dẫn của phần mềm MATLAB và Simulink, rồi là các phần mềm về kỹ thuật. Thì mình quyết định là mở rộng thêm một channel, một playlist nữa về các chủ đề về DeFi and Cryptocurrency. Bởi vì là DeFi and Cryptocurrency nó rất là hot trong năm 2020, 2021 và dự đoán còn rất là hot trong những năm tiếp theo. Ok, như mọi khi thì toàn bộ những thông tin mà mình đem tới cho các bạn trong video này và những video tiếp sau hoàn toàn là mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư, và chỉ các bạn sẽ phải tự quyết định về các quyết định đầu tư của mình. Ok, quay trở lại với video ngày hôm nay thì mình muốn nói về tên miền ONS. Thì đây là một tên miền, ONS là viết tắt của từ Ethereum Name Service. Thì ok, đầu tiên thì các bạn sẽ xem định nghĩa của ENS, what is Ethereum Name Service này là gì. Thì Ethereum Name Service là một hệ thống tên được đặt trên hệ thống phân tán hay là phi tập trung với mã nguồn mở và có thể mở rộng dựa trên chuỗi khối của Ethereum. Việc này thì giúp cho là việc ánh xạ giữa các tên có thể đọc được của người, ví dụ như là tên mình là Toàn Nguyễn .eth chẳng hạn, thì các bạn có thể khi mà bạn nào gửi eth tới mình thì trần gửi tới địa chỉ ví là Toàn Nguyễn .eth và không cần phải nhớ những địa chỉ ví dài dòng nữa. Ok, như mình sẽ tham khảo định nghĩa của academy.binance.com. Thì đây có phần introduction là what is the Ethereum Name Service. Ở đây thì có project này đã ra đời từ năm 2017 rồi bởi hai người, đó là Ian Van Der Sande and Nick Johnson from Ethereum Foundation. Allow user, cho phép người dùng display long public address simplify text based way, ví dụ như là turn today tới human readable alternative, những cái địa chỉ ví dài như này và hoàn toàn là machine readable thì có thể chuyển thành con người có thể dễ hiểu và đọc được, ví dụ như là alice.eth hoặc là toàn nguyên.eth vân vân. Và đây là có giải thích về việc là làm sao để Ethereum Name Service này hoạt động. Thì một domain của ENS thì sẽ sử dụng EIC-721 non-fungible token to represent the unique address. You can trace a domain by transferring or selling the NFT to someone else. Okay. And what you can do with ENS and how làm sao để các bạn có thể sở hữu một cái ENS domain. Thì các bạn sẽ go to, thì các bạn sẽ sử dụng sẽ đi tới website này và các bạn sẽ kết nối với các ví MetaMask của các bạn. Ok, sau khi mình nhập mật khẩu thì trong app này đã kết nối với cả địa chỉ ví MetaMask của mình. Ở đây thì các bạn có thể chọn những cái tên mình muốn. Ở đây ví dụ mình muốn chú ý tới các bạn là ví dụ như là MATLAB, thì MATLAB đã có tên miền của ENS đây rồi, thì các bạn có thể search là MATLAB, thì MATLAB.eth ở đây thì đã có người đăng ký rồi và hạn tới 30 tháng 1 năm 2022. Ở đây là unavailable, rất là tiếc mình đã không sở hữu được tên miền là MATLAB.eth. Và ở đây thì mình sẽ check xem là trên OpenSea thì cái tên miền matlab.eth này thì ai đang sở hữu, thì các bạn sẽ đi tới trang web opensea.io và các bạn sẽ đi tới chọn là domain name và chọn vào phần ENS Ethereum Name Service. Ở đây thì mình sẽ search từ khóa là matlab. Đây. Mình sẽ click vào đây. Ở đây thì hiện tại là matlab.eth domain này đang được bán với mức giá hiện tại là 10 Ethereum, 10 ETH. Vâng, giá rất là khủng khiếp.
giá trị ước tính là 44.371 đô la. Rất là tiếc, rất là khủng khiếp. Và đây được sở hữu bởi 4FE6 này, nó làm ETH in name. Xem về phần property, về phần start, về phần about, không có gì kìa. Về phần detail, contract address. Thì cái tên miền markup.eth thì đã được sở hữu bởi address này với token ID, token standard là ERC721 và blockchain là Ethereum. Và mình sẽ click vào phần view on. Mình sẽ click vào phần đây và các bạn sẽ thấy là Parents ETH Registered by địa chỉ ví này và sở hữu là một địa chỉ ví khác ở đây. Ok, tiếp theo là sẽ mình hôm qua thì mình có kiểm tra về phần Simlink.eth để xem đã có người nào sở hữu chưa, và mình đã sở hữu tên miền Simlink.eth này. Và hôm qua thì mình vừa mới tạo, và đây các bạn có thể xem là Simlink.eth thì xem bởi owned by mình và một view ở đây. Thì mình đang cân nhắc là sell tên miền này, nhưng mà về phí của gas trên mạng lưới của ETH thì rất là cao. Ở đây ví dụ mình muốn bán với giá 1 ETH chẳng hạn, và mình sẽ ấn vào phần complex listing ở đây. Thì sau đó thì OpenSea sẽ kết nối với cả ví MetaMask của mình ở đây. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là estimate gas fee, tức là ước lượng về gas fee này thì lên tới là gần 300 đô. Gần 300 đô. Thì mình đang cân nhắc bởi vì là khá là đắt, bởi vì là mình không có đủ tiền ở đây. Cho nên là mình sẽ đợi về phần phí rẻ hơn thì mình sẽ listing cái tên miền simi.eth này. Ở đây hiện tại đang rất là cao. Ở đây các bạn click vào phần edit. Nếu các bạn chọn 2 thì tốc độ xử lý nhanh nó 15 giây thì vẫn lên tới là 280 đô, và max là 349 đô. Medium trung bình thì đây là 279 đô. Và max fee là 334 đô. Rất là cao các bạn. Đây thì mình sẽ reject tạm thời. Ok. Thì đây các bạn sẽ có thể create, các bạn sẽ có thể create toàn bộ những cái NFT nào mà các bạn có thể tạo ra, ví dụ là file định dạng là JPG, PNG, các file ảnh, file zip, file MP3, MP4, vân vân. Các bạn sẽ list ở đây và các bạn sẽ description mô tả một chút ở đây. Các bạn sẽ cho cục vào collection và các bạn sẽ là create và selling. Tuy nhiên thì các bạn chú ý là phần gas fee của ETH hiện tại các bạn phải trả một khoản phí, là kèm theo là khoản phí listing và khoản phí của gas fee trên mạng lưới của Ethereum. Ở đây mình sẽ nhìn vào một chút về phần export, về phần domain name. Đây thì có rất nhiều domain name khác nhau. Ở đây có domain name của Decentralized Name. Ở đây là mạng lưới của Decentraland. Đây là của Ethereum Name Service, ở đây là Unstoppable Domain, toàn bộ mạng lưới của Crypto Domain, vân vân, có rất nhiều các domain khác nhau. Và các bạn có thể click vào phần Ethereum Name Service này. Ở đây ví dụ như mình sẽ search là Tesla chẳng hạn. Ok, thì đây là Tesla Trang, Tesla Financing, Tesla Stock, rất nhiều, thì đã có rất nhiều tên miền của Tesla Motor đã đăng ký rồi. Tương tự ở đây thì mình sẽ search từ khóa là VinFast, thì ở đây đã có hai tên miền là VinFast.eth và VinFastAuto.eth. Thì đây một cái là VinFastAuto.eth cũng đã listing rồi. Ở đây thì mình sẽ click vào đây để xem thông tin. Ở đây thì sale end by 18 tháng 5 năm 2022. Và
Và đây là vừa mới lập 12 ngày trước. Rất nhanh. Ok, và mình sẽ xem tên miền vinfast.eth này. Thì ở đây là họ chưa bán, chưa listing. Owned by Sang Woo. Ok. Ok, như vậy là toàn bộ thông tin mình đã đem tới các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ tìm được một cái gì đó thú vị ở trong video mới này. Và còn rất nhiều điều muốn nói mà mình sẽ chia sẻ và mình sẽ làm ở những video tiếp sau. Và mình cảm ơn các bạn đã xem tới cuối video và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau. Xin chào.